Xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy nha. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng em nha. Anh em bấm luôn biểu tượng like dưới màn hình giúp Quang nha. Thì thể theo lời cầu của anh em thì hôm nay Quang tiếp tục ghé tiệm quay chiếc Fuelette màu trắng này anh em. Rồi đời 2019 á. Chắc xe là đẹp xin liên lạc nha mọi người. Mẫu này 2019 thì qua đèn led nha anh em. Mặt nạ có mạ rơm nè anh em. Rất đẹp nha. Xe màu trắng này cũng rất là thể thao bắt mắt nè. Màu này qua anh thấy cũng hiếm lắm mọi người, rất chạy trên đường đó. Màu đỏ kia nhiều. Riêng qua anh thấy màu trắng này qua cũng thích nha. Đẹp nha anh em. Nó phối cái da yên màu xám nè. Yếm màu xám nè. Anh em xem video chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha. Cảm ơn em ạ. Thì trước khi đi vào chi tiết chiếc Fuelette đời 2019 này thì Quang mời anh em tham khảo thêm một số xe ở tiệm nha mọi người. Tiệm Quang thì còn một số dòng tay ga. AB Thái đời 2009 nha anh em. Chiếc này thì tiệm Quang đang bán với giá là 43 triệu ạ. Chiếc này thì máy zin nha anh em. Còn bên đây là những chiếc Alex 2018, 2019, 2020 ạ. Chiếc này 2019 khóa Smart Key rồi nè. Đây, ốp tán nè, rất đẹp nha nè. Xe này sơn zin nguyên bản luôn mọi người. Từ cái chủ mới thay cặp đổ mới chát luôn. Trước sau luôn nha nè. Anh em về khỏi tốn tiền theo dõi nha. Chiếc này màu đỏ bạc ạ. Màu này rất là tươi tắn nha mọi người. Chiếc này thì ba máy nha anh em. Chiếc này cũng ba máy luôn. AB 2020 đi 110 mấy cây thôi anh em, mới tin à. Anh em vào là biết nha, biết độ mới nha. Không một tì vết nha anh em. Chiếc 2019 này biển số 32 đuôi, chiếc 2020 thì biển số 89, 689. Tôi đẹp anh em, 63689. Chiếc Alex màu đồng. Chiếc này tem 3D nè, và chiếc màu xám cũng tem 3D nè. Chiếc màu xám nhiều anh em hỏi qua lắm nha. Chiếc này 30 triệu nè. Còn mấy chiếc này hơn 30 chút nha anh em. Nè, mấy chiếc này. Anh em có nhu cầu alo cho Quang nha. Xe là máy zin hết nha anh em. Còn bên đây là những xe SH trúng thưởng anh em, mới 100%, chưa lên bánh, chưa đổ xăng. Qua mua trực tiếp ở dưới hết đem về nha. Chiếc này mỗi chiếc Quang bán tầm 77 78 triệu thôi, tùy anh em ở đâu nha. Rồi anh em alo thì mình thương lượng giá cả nha anh em, nếu anh em thích nha. Anh em mua những xe này lợi xe mới gần 10 triệu mọi người. Mới tin nè. Không một khác gì một chiếc xe mới. Không phải vỏ anh em biết nè. Cái gai mặt lộ còn anh em, hai gai nè. Nó sẽ tới chút cái lộ anh em mà lăn bánh nó sẽ gãy nha. Có ốc tán nè. ...2021 nha anh em. Mới xuất xưởng luôn nha. Không phải hàng tồn nha mọi người. Anh em có định mua xe mới thì đây là sự lựa chọn nha nè. Quang cũng còn Winner này kia luôn nè. Winner V1 màu đen nhám, chiếc này 31 nha nè.
Chiếc này cộp lắm, 4.000 mấy cây. Đưa qua mã đồng hồ cho anh em xem. Đẹp xin chưa sơn nha anh em. Nè, gấp nè. Mâm nè mọi người. Vỏ thì mới thay nha anh em. Vỏ gai lõm chởm. Cái tượng còn đẹp mọi người. Đây, năm sản xuất 2019. Đây, biểu tượng công tắc còn nguyên nha. Thời cha nắng nè. Con quay bên trong mình cho xem anh em xem nè. Tiền xăng nguyên zin chưa sơn nha anh em. Dơ nha, nè. Mới tinh mọi người. Máy ốc còn chưa mở. Phun xăng nằm đây nha anh em. Chiếc này đi cực kỳ tiết kiệm mọi người. Một rưỡi anh em đi được có chừng 100 cây nha. Chơi yên còn nha anh em. Quang quay ngược sáng nó hơi mở nè. Mút trắng nè. Hộp để đồ thì rộng rãi anh em tha hồ để đồ. Màu trắng này rất là nhiều anh em thích nha. Bên Quang có bán trả góp luôn. Đi Quang nhích xích ra cho anh em xem bên đây. Biển số xe này là 86 đuôi nha anh em. Đời sau Quang thấy làm thon gọn rồi nè. Đây, lốc nè. Lốc zin chưa sơn nha mọi người. Máy này thì anh em yên tâm, 2019 mà, Quang bao bít đầu nồi cho anh em luôn. Ốc chơi máy này. Bô, chơi bô đẹp nha anh em. Áo mình thì liền làng không chạy đâu mọi người. Phục trước nha, ốc tán nha. Ốc điểm còn màu nha anh em. Phục xin chưa sơn nè. Rồi này đèn led rất là sáng nha mọi người. Mặt nạ cũng được thiết kế lại nè anh em. Có cái mạ rôm đây nè. 27.5 nha anh em có thích thì alo cho Quang nha. Có bán trả góp luôn nha anh em. Bơm xăng nha mọi người. Để qua nổ máy cho anh em nghe tiếng máy nha. Máy im luôn nha nè. Quay đầu làm cho anh em xem quên. Không có nhớt nè mọi người. Màu trắng rất hay nha anh em. Qua cái màu trắng nè. Đi ra ngoài quay tổng thời gian xe cho anh em xem. Còn coi. Anh em kêu Quang quay lại chiếc này thì Quang quay theo cầu anh em luôn nha.
nó rất là êm nha anh em. Bây giờ xe này không gài giá cũng xe mới lên lắm anh em, có lúc lên 38 triệu luôn nha anh em. Hiện tại như cũng xuống chút đỉnh nè, xuống 35-36 giờ mọi người. Nhưng mà anh em mua xe này cũng vẫn rẻ hơn rất nhiều. Anh em mua xe này là hết lỗ rồi nha. Cái dòng Phong Trời này thì đi 1 năm 2 năm không thành vấn đề đâu nè, có bán trợ góp luôn nha anh em. Anh em đưa chú một mớ cũng được, hoặc là không đưa thì anh em gọi cho Quang rồi Quang tính cho nha. Rồi ok, rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi clip nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ Quang nha anh em. Rất cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, ok, vừa rồi Quang vừa đi sơ lược chiếc Future LED đời 2019 giá 27,5 triệu đang có tiệm Quang nha anh em. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Vỏ còn nha anh em, vỏ 2019 này nè. Từng thứ 35 2019 ạ.